sao vậy em? Em cũng có nhỏ bạn về chồng á hả, nó lấy chồng nó năm 32 tuổi, chồng nó không có làm chuyện đó mà nó nuôi chồng nó, giờ nó có mấy tuổi ta còn ở với chồng ta đó không? Thì làm bà chứ không? Sống vợ chồng còn nghĩa chứ không ấy. Em biết không? Tại đó, Hương nó cũng nói đúng, em biết đúng rồi. Ở Pháp á, cái nói đó là nó nói kiểu mà cái sinh lý nó coi đúng con mạnh hơn mà. Nhưng mà ngược lại Việt Nam mình đi bắt cứ nơi đâu người ta cũng tôn trọng tình nghĩa rồi mình cứ về ngoài rồi đồn nói dòng thang cũng như vậy ở Việt Nam không nhưng mà không có đâu 90% là người ta sống tốt trọng đời có nhớ không vậy mình up thi như nó chỉ dụ gia đình rồi không phải chỉ dụ gia đình chị vậy mấy năm rồi đó mày không có gì nữa hết á vô đâu à trời ơi, cái nhỏ đó. Trời ơi, cái mẹ trời, đi dẹp cái máy đi. Này, bữa nay mà kêu lợi nghe biết đó. Bữa nay nó lấy rượu uống nữa, nó lấy thêm trà nữa mà nó uống. Còn có một thẻ cái đề. Uống rồi, quay phim này em. Lấy. Đó, anh Thành vô rồi thấy không? Ngọt chưa? Làm sao vậy? Mà ông làm ngon lắm. Đó, Long Quý rồi thấy không? Đút vô chỗ này nè. Để góp cho nó cân bằng ra. Xong rồi đẩy cổ. Mẹ em ngộ cái anh Đành, em muốn cái này em muốn. Giờ em về Việt Nam cũng vậy, em muốn giúp nhậu bao cái chai luôn. Không phải rượu này nhưng mà cũng mạnh lắm. Cũng rượu, mấy cái rượu mật tiền em đem về rồi đó. Nhưng mà uống không, mà pha vô là em muốn xỉn liền, ngộ. Em uống không uống hoài, bởi vì ở Việt Nam sợ nói mày uống mày uống pha mày uống không uống mà uống pha nước ngọt hay là Pepsi hay là gì đó đạt mày uống pha uống không được nó ngọt nó uống á Pepsi tối nay mới thấy mình đầu tiên mà diện khóc đúng tại vì cái thời